các triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ em cần phát hiện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm. Các triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ em khá điển hình, nhưng trong giai đoạn đầu có thể dễ gây nhầm lẫn với các loại sốt thông thường. Cùng xem video sau đây để nhận biết sớm các triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ, tránh biến chứng nguy hiểm. Triệu chứng cảnh báo trẻ bị sốt xuất huyết. Bệnh nhi thường khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao đột ngột. Trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian sốt từ 2 đến 7 ngày, kèm theo những biểu hiện sau: đỏ bừng mặt, da sung huyết, đau nhức cơ, đau khớp, đau đầu. Trong một số trường hợp, trẻ có thể bị sốt kèm theo đau họng, viêm kết mạc mắt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Trẻ nhũ nhi có thể kèm triệu chứng ho sổ mũi hay tiêu chảy. Vào thời điểm này, những triệu chứng của bệnh thường không đặc hiệu, không thể phân biệt với nhiễm các loại virus khác. Tiếp sau đó, bệnh nhi có thể biểu hiện xuất huyết như xuất hiện chấm xuất huyết, những chấm đỏ không biến mất khi căng da, thường ở cẳng tay, cẳng chân, nách, ngực, thắt lưng. Xuất huyết niêm mạc như chảy máu mũi, chảy máu răng, đi cầu ra máu. Ở nữ tuổi dậy thì có thể xuất huyết âm đạo. Những triệu chứng xuất huyết này ít xảy ra vào những ngày đầu. Gan có thể to sau một vài ngày. Khi xét nghiệm công thức máu vào thời gian này, kết quả cho thấy giảm bạch cầu. Đó là dấu hiệu cảnh báo khả năng sốt xuất huyết dengue. Từ ngày thứ 3 đến thứ 7 của bệnh, trẻ bắt đầu hạ sốt khoảng 37,5 đến 38 độ C hoặc thấp hơn. Một số bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như lừ đừ, mệt mỏi, ói nhiều, đau bụng, xuất huyết niêm mạc, gan to, hoặc một số trường hợp diễn tiến đến sốc sốt xuất huyết với biểu hiện tay chân lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp hoặc không đo được. Tất cả những trường hợp trên cần phải được nhập viện ngay và tuân theo sự chỉ định của bác sĩ. Nếu để tình trạng sốc kéo dài, bệnh nhi có thể tổn thương nhiều cơ quan, có thể dẫn đến tử vong. Có những bệnh nhi vào thời điểm ngày 6 và 7 của bệnh, hết sốt và bệnh hồi phục, ăn uống tốt, đặc biệt xuất hiện mẩn đỏ ngứa ở tay chân, làm phụ huynh lo lắng đưa trẻ đến bệnh viện, nhưng được các bác sĩ giải thích đây là đang phục hồi. Làm gì khi trẻ có các triệu chứng sốt xuất huyết? Để tránh biến chứng nguy hiểm, cha mẹ cần nhận biết và xử lý đúng khi trẻ có các triệu chứng sốt xuất huyết đầu tiên. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu sốt xuất huyết, cha mẹ cần: nếu trẻ sốt cao trên 39 độ C, cần được uống thuốc hạ sốt paracetamol theo hướng dẫn sử dụng, nới lỏng quần áo, lau mát. Chú ý không được dùng aspirin hay ibuprofen vì có thể dẫn đến xuất huyết, toàn máu. Khuyến khích bé uống nhiều nước, nước sôi để nguội, Orezon, nước điện giải, nước trái cây, nước dừa, cam, chanh hoặc cháo loãng pha với muối để bổ sung chất điện giải cho bé. Chế độ ăn uống trong ngày nên chia làm nhiều bữa nhỏ, thức ăn loãng, dễ tiêu, cân bằng dinh dưỡng. Không nên dùng thực phẩm và nước uống có màu sẫm, tránh trường hợp bị nhầm lẫn với xuất huyết tiêu hóa. Nên để trẻ nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế vận động thời gian trẻ bị sốt xuất huyết. Trong trường hợp trẻ không thể uống được nước do nôn ói quá nhiều, lờ đờ, không tỉnh táo, cần đưa đến cơ sở y tế để được hướng dẫn thêm. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.